chung. Giờ mình bắt đầu di chuyển lên xe. Chào các bạn, bây giờ là gần 6 giờ sáng. Mình đang ngồi trên xe ngắm cảnh biển buổi sáng và chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo của hành trình đi viếng chùa. Hồi đó mình không biết đi đâu nhưng mà mình nghe nói là có đi cáp treo gì nữa đó. Bây giờ mình đến đây mình dừng chân á. Mình chuẩn bị lên một chiếc xe nhỏ. Mình chuẩn bị lên một chiếc xe nhỏ đi vô biển, vô Thầy Thím. Mình chuẩn bị lên xe đây nào, mình đi qua bên Thầy Thím cùng đoàn. Cái này chả cá hả chị? Thôi không mang, em đang bị đau. Mấy ngồi bên kia cũng ngồi gái vậy, bên kia là nước cả. Giờ mình bắt đầu di chuyển lên xe, mình đi vào dinh lễ hội dinh Thầy Thím. Đi xe nhỏ lên ha. Mình đi xe nhỏ vào tại vì xe bự nó không cho chạy vào, mình đi xe nhỏ vào. Mỗi người là khoảng 40.000 tiền xe đi xe nhỏ vào dinh Thầy Thím. Bây giờ mình sẽ cùng đoàn đi vào trong cúng. Đây bà Sáu, bây giờ mình sẽ theo bà Sáu đi vào trong luôn. Ở đây nó hơi bất tiện là con đường nó vào á, hơi nhỏ nên xe nó xe hồi nãy mình đi xe 45 chỗ nó đậu ở ngoài. Dạ không, hồi nãy con không để ý thấy bả. Đường nó chưa có mở rộng hay sao đó. Mình đi hồi nãy mình sáng thì mình đi xe 45 chỗ, mình đi vào tới được cái bãi dừng chân đó thôi, xong rồi mình xuống xe, mình thuê một chiếc xe du lịch khoảng 16 chỗ, mình đi khoảng 40 người một người đi vào đây.
Đây là lần đầu tiên mình được đi Dinh Thị Thím luôn. Đây là khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Thị Thím. Khi vừa mới bước vào cổng của bên này thì chúng ta có thể thấy là sân rất là rộng luôn. Khoảng sân này rất là rộng. Nó cảm giác như đi công viên cực rộng luôn. Quê không đây chứ nói gì không đúng, giá giờ cho đủ về khỏi ai già được rồi, sợ đây mấy không hợp mấy em tu hoài mấy năm biết chưa được gì hết. Cái quên có tiền đưa bỏ xe nó gì con, cây bánh ở bên đây tiền thì bỏ có bỏ hơn, biết giữ bộ giữ tiền mình nên còn giữ nổi. Nãy bà đi xe nào, ta xe trước hay gì bà? Thì bà là bên trong của Vinh. Để lấy giùm cho. Ở đây hình như là có cái bàn để chuẩn bị lễ vật dân cúng. Đây là cái bàn để dâng lễ vật linh cúng. Đây mình nè. Ở phía trước của Vinh, phía trước cái nhà thờ này mình cũng không biết gọi là cái gì nữa. Một căn khác, cái nhà thờ khác, tiền hiền. Chuyển qua cái nhà thờ miếu thờ cúng bên đây. Phía trên có hình rồng. Đây là miếu Thành Hoàng. Cột gỗ.
mình di chuyển qua bên miếu bên kia. Đây là phía trước mình là miếu ông Hổ. Kiến trúc cũng giống như bên kia, ở trên có hình điêu khắc rồng. Thế mình sẽ di chuyển qua cái nhà miếu thờ bên đây nha. Ngoài cây cột cờ đó, còn chỗ cây cột cờ đó các bạn, muối gạo gãi đồ. Đây là hậu hiền. Bên này thì có cái lò để đốt giấy, lò này để đốt giấy tờ vàng bạc, đốt phía trên bên trong đó. Và cái sân này thì để sân gãi muối gạo, chắc người ta muốn gãi một chỗ để không có tội có gì gom lại cho con này con kia ăn. Cây này rất là to luôn, khổng lồ luôn, cũng rất là mát. Còn đây là quang cảnh phía sân trước, sân phía khuôn viên ngoài bên ngoài. Cũng khá là rộng luôn. Cũng đây nhiều cây xanh. Sau gồm có, đây là phòng truyền thống nè. Bên đây thì có cái cổng gì mình không biết, là để 28 tháng 3 năm 90, 23 canh ngọ. Còn khu bên đây hình như là khu ăn uống sinh hoạt cộng đồng phía trước đó. Đây các du khách người ta đến đây viếng, người ta ngồi nghỉ ngơi dừng chân. Còn bên đây là phía trước cổng đường vào dinh thầy Thím á, thì người ta chuẩn bị làm lễ hội gì đó, không biết, người thấy đang trưng bày làm cổng. Ở đây thì có quy định về di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím nè. Đây hình như là sơ đồ cổng. Bây giờ mình sẽ vào quay sơ lược về cái lễ hội gì đang làm ở đây nữa. Mình bước vào bên trong thử xem mọi người ta chuẩn bị như thế nào. Người ta đang chuẩn bị. Mô hình nhà mẫu bằng gỗ.
có luôn mà chẳng có luôn, về nhà cọ vô là mà chắc lên thuyền. Đây là đóng thuyền cho ngư dân. Người ta đang trong quá trình lắp ghép. Ủa chú, lễ hội này diễn chừng nào diễn ra mà thấy đang làm cái hả? Lễ hội 13 âm lịch ha. 13 đến 15 ha. Dạ. Cảm ơn. Đây là chăm bò đỏ. Gốc cây này rất là lạ luôn á. Thân đỏ. Một con chim 3.000. Đi mà cung nó mới thả cho nó bay đi dân sớm nó khỏi chết. Không, gì cứ thả đi, bay không lấy tiền. Không bay không lấy tiền. Trời ơi, 100 ngàn là có bánh rẻ rồi đó. Này 35 con hả gì? 35 con 100 nghìn. Nhưng mà bà Sáu, bà mua chim phóng sinh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh dạy từ nay những nơi tu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng từ ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ơn trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời dứt, nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh dạy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng tự ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ơn trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh vậy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng tự ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ơn trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh vậy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng từ ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ơn trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh vậy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng từ ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ở trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh vậy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô di Phật. Phật dạy tánh hiền lành thương yêu khắp chúng sanh, dầu là loài vật mọn cũng Phật tánh như mình. Con tập lòng từ ái nay mua vật phóng sanh, nguyện ở trên Phật chứng con tạo chúc nhân lành phước đức sinh hồi hướng về cho cả chúng sanh. Nguyện cùng đời hết khổ dứt tiệt nạn đau binh sanh mạng này tồn tại do nhờ pháp Phật linh vậy từ nay nguyện nhớ câu niệm Phật tu hành nam mô Phật. Ô chị cho con một cái ngón danh dự lễ hôm nay. Hôm nay đây nè, đây nè, không phải nè, cái mốc hôm nay con phóng sanh này hướng cho cha con Bùi Văn Ngoạt 93 tuổi mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi và Bùi Thị Thúy Quỳnh cuối năm nay sanh con cái khỏe mạnh
nuôi con tới lên người thành đạt và cũng hồi hướng cho con quán kiếm được hướng báo kiếm điều quá giải thoát cho cả gia đình họ hàng nó bay luôn rồi bà. Sao bay nổ. Ờ, hãy lên cái bay luôn. Hãy lên. Hãy bay cao lên. Nó nó gấp. Nó nó gấp xuống nữa. Dồ. Thì sao chim nó gấp ra kìa. Hãy xong đưa con nguyện cửa chú cho trời không cái tự mua dục hả? Chị cho biết điểm. Đưa đây cho chị. Dạ. Mua được mấy con vậy? Đây. Bàn đâu? Bàn đâu em? Con nó bay đó, con dính nó không bay nổi hả? Sao kỳ vậy ta? Chợ nha. Tại vì mình không có đi vô tà cú á, thì mình đi, mình bỏ đi đi một nơi, bỏ đi một chỗ mình đi vô, mình đi vô chợ đây. Mình ở đây bán hải sản rất là nhiều luôn. Để mình kiếm đòn của mình, rồi mấy người đi đâu mất tiêu hết trơn. Mua thùng đá không? Ôi chị, chợ này gọi là chợ gì chị? Biển Thầy Thiếm á, cảm ơn. Chờ biển Thầy Thiếm. Chị, cô mừng nhỏ 300 mấy chị. Mình không biết.
làm đi. Đi mày đi. Đá lên. Nhà mấy gì đấy. Đi ngang đi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.